Xin chào mọi người nhé. Video này mình làm giới thiệu cho bạn con dao của làng dao Sakai, và cụ thể là xưởng dao Sakai Takayuki nhé, một xưởng dao khá là nổi tiếng. Thì con dao này mình cũng bán được khá lâu rồi. Con dao này này mình bán nó hơn 2 năm nay rồi. Dao rất là đẹp và xịn nhé. Con dao này là sử dụng siêu thép giấy xanh, lưỡi là 19 cm nhé. Thì nó là thuộc cái dạng lưỡi vát đấy. Mẫu mới này, mẫu này cán mới. Gió to quá. Thì cái này là dao mới không phải dao cũ nhé. Xưởng mới gửi tới mình, thì mình mở hộp làm video luôn. Thì có dao tạc này, này Osaka Sakai Takayuki. Thì cái này là giấy bảo hành nhá, hoặc là giấy xuất xưởng ấy, ngày tháng ngày bao nhiêu xuất ra nhưng mà họ không ghi ấy. Có thể gọi là Gyuto cũng được, hoặc là gọi là Punka cũng được, hay là Chirikiri cũng được. Nó có rất nhiều cách gọi. Này, sử dụng siêu thép giấy xanh này. Mẫu mới, có nghĩa là cái này nó lâu rồi nhưng mà con dao này là nó mới sản xuất đấy. Phiên bản thì là lâu rồi, nhưng mà con dao này là họ mới xuất xưởng, họ gửi tới mình. Chữ nghĩa đẹp thế. Dao này bén lắm nhé. Ngày trước mình bị đứt tay một lần là do con dao này. Siêu thép giấy xanh, nõi siêu thép giấy xanh, ốp không gỉ nhé. Đây này, họ rèn này. Không biết có gì các bạn nhìn được không, như đây. Nhìn rõ ba lớp thép ốp vào nhau luôn. Trông con dao này tuyệt vời luôn ạ. Cán này là cán gỗ bát giác thôi, khâu thì khâu gỗ nhé. Để mình cân thử trọng lượng của nó này. Mình cầm nó cũng không nặng tay lắm. Mình thì thích dùng dao đầm tay hơn là con 171g, cũng không nhẹ, không nặng. Tổng trọng lượng là 171g. Bản rộng là 5,2 nhá. Quá ngon, rộng trên 5 cm là ngon lắm ấy. Tổng chiều dài là 36,5 cm nhé. Họ tính từ đây thì là khoảng 10, lưỡi cắt là 20,5 nhé. Trên hộp hoặc trên giấy thì ghi là 19 thôi, nhưng mà thực ra là lưỡi cắt của nó là rơi vào khoảng tầm 20,5 đây này. Bởi vì là họ tính là tính từ cái đoạn vát này thôi, nên họ tính khoảng 19. Anh em là mua hàng liên hệ với mình nhé. Mình xin kết thúc video ở đây.